Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết khu vực tỉnh Ninh Bình hôm nay vẫn trong chuỗi ngày tương đối đẹp. Trời nhiều mây, không mưa. Sáng sớm trời có sương mù nhẹ ở vài nơi, tập trung chủ yếu ở vùng núi. Nhiệt độ vào khoảng từ 22 đến 24 độ C, trời khá mát mẻ. Trưa chiều giảm mây và có nắng gián đoạn, nền nhiệt cũng tăng lên. Đến trưa và chiều thì đạt mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 độ C. Tuy nhiên, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển. Từ đêm nay đến ngày mai, những vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và di chuyển gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện Nho Quan, Hoa Lư, thành phố Tam Điệp, sau đó lan sang thành phố Ninh Bình và các huyện lân cận khác trong tỉnh. Những ngày này, thời tiết đang ở giai đoạn cuối thu sang đông. Đây là giai đoạn dễ phát sinh các bệnh truyền nhiễm theo mùa. Để đảm bảo sức khỏe cho việc học tập, lao động, đạt kết quả tốt, bên cạnh việc chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch cho trẻ nhỏ trong độ tuổi, thì quý vị cần giữ ấm cơ thể khi thời điểm giao mùa nóng lạnh thất thường, cơ thể dễ bị cảm lạnh, nhất là ở những người có sức đề kháng yếu. Nên uống nước ấm, tránh ăn uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Trong ăn uống cần cân đối đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Và bây giờ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh Ninh Bình trong đêm nay và ngày mai. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C, độ ẩm từ 58 đến 98%. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô. Cũng tương tự như huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C, độ ẩm từ 58 đến 98%. Khu vực huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm từ 76 đến 95%. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư. Cũng chung hình thái thời tiết các khu vực trong tỉnh, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có lúc giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm từ 60 đến 94%. Trong cơn dông chúng ta cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thủy văn. Thủy triều trung bình, mực nước trên sông Hoàng Long, sông đáy biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức từ 1,2 đến 1,4 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,6 đến 1,8 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,2 đến 1,4 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,1 đến 1,3 m. Những thông tin dự báo thủy văn đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai.